Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề quy hoạch treo khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết hiện các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh vẫn có hàng trăm dự án quy hoạch treo. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, luật xây dựng sửa đổi đã cho phép người dân có thể được cấp phép cải tạo, xây dựng nhà ở nếu dự án sau 3 năm vẫn không thực hiện. Nếu như cái kế hoạch sử dụng cấp huyện đã được công bố và 3 năm sau không thực hiện, thì người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn về để cải tạo, thậm chí cả xây mới nhà ở mà có cái thời hạn ghi trong cái giấy phép cụ thể. Nếu hết cái thời hạn này vẫn quy hoạch vẫn không thực hiện được thì người dân tiếp tục được thực hiện cái giấy phép đã được cấp. Đối với việc chậm cấp quyền sử dụng đất nhà ở, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh luật đã có quy định sau 50 ngày bàn giao nhà thì chủ đầu tư phải thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở cho người dân. Nếu chậm trễ thì chủ đầu tư có thể bị xử phạt đến 1 tỷ đồng. Đối với những cái loại dự án mà đã thực hiện xong thủ tục nhưng chủ đầu tư cố tình chây ý thì cũng xin kính đề nghị các địa phương là tập trung xử lý nghiêm khắc theo cái xử phạt vi phạm hành chính. Và nếu như chủ đầu tư vẫn cứ cố tình thì chuyển các cái cơ quan điều tra để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Hiện Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng điều chỉnh quy hoạch về nghiệm thu nhà ở, luật kinh doanh bất động sản để quy định cấp quyền sử dụng đất được chặt chẽ hơn.